Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay thời tiết Bắc Bộ sẽ lại hoàn toàn thay đổi khi mà có một khối không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng sáng sớm ngày mai nó sẽ ảnh hưởng tới khu vực Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn, sau đó sẽ mở rộng hơn ra khu vực các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Bắc Giang. Đến chiều mai thì ảnh hưởng tới khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, sau đó sẽ sang tới khu vực Tây Bắc Bộ. Di chuyển đến đâu thì khí lạnh sẽ gây mưa và làm giảm nhiệt tới đó. Nền nhiệt ngày mai ở Bắc Bộ giảm mạnh. Ở Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Cạn thì nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 23 đến 24 độ, trời chuyển rét về trưa và chiều. Khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng thì nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 24 đến 27 độ, trời lạnh về chiều và tối. Riêng khu vực Tây Bắc ảnh hưởng của không khí lạnh chậm và muộn nên nhiệt độ trong ngày mai ở đây sẽ chỉ giảm nhẹ xuống còn khoảng 29 đến 32 độ. Nắng nóng ở các tỉnh thành miền Bắc về cơ bản sẽ chấm dứt. Với miền Trung, sang ngày mai khi có tác động của không khí lạnh làm cho vùng thấp nóng suy yếu, nên nhiệt ngày mai ở Trung Bộ sẽ giảm dần. Tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 28 đến 32 độ, trong khi ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi vẫn còn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Từ chiều mai khi có tác động của không khí lạnh, từ phía Bắc thì ở Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa rông. Đến chiều tối và đêm mai thì một loạt các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Thừa Thiên Huế đồng loạt xuất hiện mưa bất ổn định, kèm theo đó là nguy cơ rất cao về các hiện tượng cực đoan như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam không chịu tác động của các hình thế thời tiết phía Bắc, vì thế mà tại Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa, ngày có nắng sớm với cường độ mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai trên cả hai khu vực này sẽ phổ biến trong khoảng từ 34 đến 36 độ. Riêng một số nơi ở khu vực miền Đông của Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, có nơi nhiệt độ trên 37 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày mai sẽ có mưa rào và có dông. Trong mưa dông cần phải đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa cũng bị suy giảm xuống còn 4 đến 10 km. Gió cũng chuyển dần sang hướng Đông Bắc nhưng cường độ chưa mạnh, ở mức cấp 4 đến cấp 5. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.